công ty tăng ca đây. Nhanh đi, bình tĩnh, cẩn thận, rồi nhanh về với vợ nhá. Anh làm sao mà qua nổi mặt tôi? Em mạnh bạo đấy, đúng kiểu anh thích. Em sẽ cho anh hưởng thụ một cảm giác mới lạ nhất mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm. Ok không? Thật á? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chồng ơi, vợ về rồi. Tôi chết rồi, vợ anh về. Bây giờ phải làm sao? Tôi đi đâu? Đi. Nào. Ôi trời. Anh, cái gì đấy ạ? Mà sao anh lại... Em đừng có mà bất ngờ quá. Anh làm tất cả điều này ấy, cũng chỉ là muốn đợi em về, hai vợ chồng mình hâm nóng thêm tình cảm thôi. Hâm nóng ấy ạ? Em ngồi xuống đây. Em có biết đấy, những hôm em đi công tác ấy, anh nhớ em nhiều như thế nào không? Nhưng mà sao anh biết em về mà chuẩn bị thế hả? Ồ hay. Em là vợ của anh, chả lẽ em đi hay về anh lại không biết à? Hả? Anh sao thế hả? Em chỉ ngạc nhiên nên hỏi thôi mà. Đang yên đang lành tự nhiên hỏi những cái câu vớ va vớ vẩn, mất hết cả hứng. Kìa anh, em rõ ràng mình hỏi rất là bình thường mà. Có gì đâu mà anh nổi giận nhở? Chuẩn bị đến thế này rồi cơ mà. Cái gì đấy? Quần lót à? Nhưng mà cái này đâu phải là của mình. Anh! Anh gần tới rồi. Em đã đến chưa? Hôm qua anh có làm sao không ạ? Em lo quá, chỉ sợ là vợ anh phát hiện ra thôi. Không, cô ta ấy làm sao mà phát hiện ra được. Này, nói không phải khoe nhá, cô ta ấy sợ anh một phép, tin anh sái cổ luôn. Chỉ tiếc là đang cái lúc mà bọn mình cao trào thì tự nhiên cô ta lại xuất hiện, phá ngang mất cái công cuộc của bọn mình. Cảnh thật đấy. Thôi, không sao cả. Hay là hôm nay đi nhà nghỉ đổi gió đi, em đền bù cho. Chứ lần nào cũng làm ở nhà anh ấy, chán lắm rồi. Thì ra anh lừa dối tôi bao lâu nay mà tôi không hề hay biết. Được cún nạn. Bỏ ra. Bỏ ra. Anh. Thả tôi ra. Tôi không có tiền lẻ để cho anh đâu. Tôi đang đi bắt ghen, đừng có làm phiền tôi. Cô nói bé thôi, không lộ hết bây giờ. Tôi không phải là ăn xin, tôi là cải trang để đi bắt ghen thôi. Tôi phải đóng giả ăn xin để không bị lộ đấy. Cái gì? Anh cũng đi bắt ghen đó? Đúng. Cô ta chính là vợ của tôi. Tôi vất vả đi kiếm tiền để yêu thương, để chiều chuộng, để cung phụng cô ta. Thế mà cô ta dám làm thế với tôi đấy. Thì tôi cũng khác gì anh đâu. Yêu thương, tin tưởng chồng bao lâu mà hóa ra bị anh ta cắm sừng mà không hề hay biết. Đúng là thật không ngờ tôi lại gặp được cô trong hoàn cảnh này đấy.
em ra ngoài như thế này, thằng chồng em nó không nghi ngờ, không hỏi han gì à? Thằng chồng của em á, lúc nào cũng bận bịu công việc ở công ty, suốt ngày dự án này đến dự án khác, chỉ biết kiếm tiền để cung phụng em thôi, chứ có bao giờ quan tâm vợ ở nhà như thế nào đâu. Em đi đâu, em làm gì, em nói cái gì anh ta cũng tin ý. Chồng em nó giàu như thế cơ á? Nó có cả công ty luôn à? Vâng ạ. Anh ta chỉ giàu về tiền thôi, chứ không giàu tình cảm như anh. Thằng này đúng là ngu thật đấy. Có vợ đẹp như thế này, thế mà lại không biết hưởng thụ chứ. Thế cho nên người ta mới lúc nào cũng thiếu thốn, lúc nào cũng cần phải có anh ở bên cạnh để chăm sóc cho người ta đấy. Mà sao cái con vợ anh nó không mới mẻ, không ngọt ngào, không đáng yêu, không nhõng nhẽo như em nhở? Đấy, chỉ cần nhìn thấy em thôi ấy, là anh em hừng hực sức trẻ thôi. Anh này, thế người ta mới nói. Nhưng mà này, em và anh cứ thậm thụt mãi như thế này ấy, em chán lắm rồi. Em muốn em và anh được sống bên nhau, như thế em thích cơ. Thì em về em bỏ chồng, anh bỏ vợ, như thế là xong. Không được, thằng chồng của em nó giàu như thế, bây giờ em bỏ nó em lấy cái gì mà tiêu? Bỏ phí lắm, không bỏ đâu. Ừ, cũng đúng. Con vợ anh nó cũng thế, nó cũng giàu lắm, cũng kiếm tiền giỏi cơ. Đúng, đúng rồi, thế mà không nghĩ ra. Anh nói đi. Ừ, em nói trước đi. Vâng, em nghĩ là nhá, em và anh tạo ra một đứa con đi. Sau đấy em sẽ về lừa thằng chồng của em ấy để sang nhượng hết tài sản cho hai vợ chồng. Đến lúc đấy nhá, em sẽ ly hôn anh ta. Vậy là một nửa tài sản của anh ta sẽ thuộc về em rồi. Như thế em có thể sống sung sướng cả đời mà không phải lo nghĩ gì cả. Còn anh cũng thế, anh cũng nghĩ cách đi. Anh về anh lấy hết tài sản của vợ anh. Vậy là cả em và anh đều được sống bên nhau. Quá đúng ý anh luôn. Bây giờ anh về nhá, anh sẽ lừa nó cho anh cái chức phó tổng giám đốc, rồi anh sẽ gài nó đi tù. Thế là xong, toàn bộ tài sản thuộc về anh. Anh đúng là thông minh thật đấy. Có như thế thì em và anh sẽ được sống bên nhau thoải mái này, sẽ được hưởng thụ và không phải lo nghĩ gì nữa rồi. Con đàn bà rạn này. Ơ kìa, này. Anh đứng mà vội vàng, giờ mà ra bắt quả tang họ luôn, xong mà không có bằng chứng rõ ràng, thế nào họ cũng chối. Phải tìm cách cho hai con người khốn nạn đến một bài học. Nhưng mà bằng cách nào? Đợi bọn nó vào nhà nghỉ à? Người ta ấy không cho mình vào đấy làm loạn lên đâu. Mà hơn nữa, phòng nào cũng có khóa cửa, mình không vào được. Có cách rồi. Cách gì cơ? Ôi trời chết. Sao thế anh? Có cái đứa nào nó nghịch, nó cậy phá cửa gì xe anh, báo cả về điện thoại này. Em ngồi đây chờ anh một tí nhá. Anh đi nhanh nhanh đấy nhá. Chào cô, người vừa rồi có phải là bạn trai của cô không? Đương nhiên là bạn trai của tôi rồi. Mà cô hỏi để làm gì? À, tại vì tôi thấy hai người quá đẹp đôi, đúng là cặp đôi trai tài gái sắc, tôi hâm mộ cực kỳ luôn ấy. Hay là cô cho tôi kết bạn cùng đi, để có gì cô chia sẻ cho tôi kinh nghiệm làm thế nào để bạn trai yêu thương mình. Đơn giản, tôi cũng tưởng là có chuyện gì cơ. Vậy để tôi chỉ cho cô nhá. Đây, số của tôi đây. Tôi là Trinh, còn cô? Tôi tên là Thương. Sao anh ta lại ở đây? Tôi tiêu rồi. Cô làm sao đấy? Không chờ bạn trai quay trở lại à? Đấy không phải là bạn trai của tôi, đấy chỉ là bồ của tôi thôi. Còn kia là chồng của tôi kìa. Chết rồi, anh ta mà đến đây, anh ta phát hiện ra thì chết mất. Làm thế nào bây giờ? Không được, tôi phải trốn đi đã. Nếu mà gặp nhau thì cô tiêu mất. Bây giờ phải làm sao nhở? Ra đằng kia đi. Đằng kia. Đi. Đi nhanh lên. Cô vào đây. Cô ở yên trong này, bao giờ mà chồng cô đi tôi sẽ báo cho cô nhá. Cảm ơn cô nhá, cô đúng anh chị em tốt của tôi đấy. Khi nào mà gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp cô. Ông anh ơi, ông anh có thấy cô gái vừa lúc nãy ngồi ở đây đâu không? Cô gái? À, cô gái lúc nãy cô ấy bảo là cô ấy đi vệ sinh.
rồi 2 phút ý, cô ấy quay lại ngay. Bảo anh là đợi rồi, cùng đi nhà nghỉ đấy. Chuyện như thế mà cô ấy cũng nói ra, ngại quá. Ôi, chuyện bình thường mà. Thì yêu thì cũng phải này nọ chứ chẳng lẽ yêu chay à? Mà này, hình như là ông bạn là có vợ đúng không? Rồi ôi, đàn ông mà, không sao. Mình có vợ là chuyện bình thường. Nhưng mà nhá, đã có vợ rồi ấy, thì dắt hai ba em bổ trên vai cũng có sao đâu nào, đúng không? Tôi hiểu mà. Anh dài được cái là đồng quan điểm với cả em đấy. Ôi thôi chết, con vợ mình sao nó lại xuất hiện ở đây nhở? Anh dài ơi, anh cứu em với. Có cái chuyện gì thế không bạn? Kia là con vợ em. Em không thể nào để cho bồ em với cả vợ em nó đụng mặt nhau được anh ạ. Thế thì chết. Thế thì phải trốn ngay. Trốn à? À đúng rồi, trong kia. Trốn trong kia. Ừ, vào đi. Đấy, vào đi ông. Em sao lại ở đây? Chồng. Vợ. Bắt được hai con chuột rồi nhá. Là chúng tôi đang tạo điều kiện cho hai người đấy. Trong này vừa kín đáo, vừa không mất tiền thuê nhà nghỉ, tha hồ mà hạnh phúc. Không phải như thế đâu ạ. Chồng ơi. Này. Làm cái gì thế hả? Mở cửa ra cho em. Thả cô ra. Cô thích anh ta đến như thế thì cô ở trong đấy với anh ta luôn đi. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Mở cửa cho anh với. Đúng rồi đấy, chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm sao? Cô nghĩ tôi là trẻ con lên vai sao? Mà thế thì cô lừa. Em và anh tạo. Cô nghe rõ đi. Sau đấy em sẽ về lừa thằng chồng của em ấy để sang nhượng hết tài sản cho hai vợ chồng. Đến lúc đấy nhá, em sẽ ly hôn anh ta. Vậy là một nửa tài sản của anh ta sẽ thuộc về em rồi. Hai người quả là trời sinh một cặp, dã tâm, thủ đoạn, y chang như nhau. Các người nghĩ là dễ dàng cướp một người khác dễ như vậy sao? Tôi nói lại cho hai người biết, cái gì đã không phải là của mình thì đừng cố gắng mà giành giật. Nó sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về hai người đâu. Tôi sẽ ly hôn với cô. Cô sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi đâu. Còn anh, tôi cũng sẽ ly hôn với anh. Anh mau về dọn dẹp đồ đạc và cút ra khỏi nhà của tôi. Mình đi thôi, 3 tiếng nữa sẽ có người đến đây mở cửa cho họ đấy. Ok, đi thẳng đây à. Giờ nhá, phải cô đây.